Mình là Quyết, 21 tuổi, đang làm thực tập ở Viện Cớt, Hà Nội và đã học một khóa cơ bản ở trung tâm Adam và học đàn bầu. Mình rất thích chơi đàn bầu vì đàn bầu nó mang nhiều bản sắc Việt Nam và mình ở nước ngoài nhiều nên là rất muốn học hỏi và học thêm về cái môn nhạc cụ này. Nhưng mà đánh sai điểm và đánh to nghe rất kinh khủng.